gặp nhau trong phần tiếp theo của bản tin Cà phê Sài Gòn. Kính thưa quý vị, theo Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm, nửa đầu năm nay thì ngành bảo hiểm đã đạt tốc độ tăng trưởng hàng chục phần trăm, mức nhanh nhất trong vòng 6 năm qua. Theo Ngân hàng Nhà nước, nửa đầu năm nay tín dụng tăng được 8,16%, tức là nhanh hơn đáng kể so với mức tăng 7,86% hồi cùng kỳ năm ngoái. Ngân hàng Nhà nước cho rằng tỷ lệ tăng trưởng tín dụng như vậy là phù hợp với mục tiêu của cả năm nay là cần tăng từ 18 đến 20% so với 2015. Điều quan trọng là chất lượng nợ vay đang được kiểm soát chặt, nhất là cho vay ở các khu vực nhiều rủi ro. Dù vậy, dòng vốn rót vào các dự án nhà ở xã hội và đáp ứng nhu cầu thực về bất động sản vẫn được bảo đảm. Cơ cấu cho vay giữa nội tệ và ngoại tệ cũng phù hợp hơn với chủ trương chống đô la hóa. Về tỷ giá, Ngân hàng Nhà nước cũng cho rằng thị trường ngoại hối đã diễn biến tích cực, thanh khoản tốt, tâm lý gom giữ ngoại tệ trong dân giảm dần, nên Ngân hàng Nhà nước cũng có điều kiện thuận lợi hơn khi tích lũy thêm dự trữ ngoại hối. Còn từ nay đến cuối năm, cho vay của hệ thống ngân hàng chủ yếu vẫn tập trung cho khu vực sản xuất kinh doanh, cho startup, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao và khu vực nông nghiệp nông thôn. Thưa quý vị, liên quan đến những lo ngại trước việc mua bán sáp nhập rầm rộ trong lĩnh vực bán lẻ từ đầu năm đến nay, đại diện Sài Gòn Coop mới đây đưa ra nhận định đây chỉ là những xáo động nhất thời của thị trường. Đồng thời, đại diện này cũng cho biết là phía Sài Gòn Coop đang nghiên cứu nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất trong nước đưa hàng vào chuỗi Coop Mart. Theo ông Nguyễn Anh Đức, Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Coop, thời điểm hiện nay không phải là lần đầu tiên thị trường bán lẻ Việt Nam chứng kiến sự xuất hiện của những tên tuổi bán lẻ lớn của thế giới. Theo đó, từ năm 1998, Big C, nhánh bán lẻ của khu vực Đông Nam Á của tập đoàn Casino Pháp, đã khai trương chi nhánh đầu tiên tại Việt Nam. Tiếp đó, đến năm 2002, tập đoàn Metro của Đức cũng đã có mặt tại Việt Nam. Và trước khi có cuộc tấn công từ các thương hiệu Nhật Bản và Thái Lan gần đây, thị trường Việt Nam đã hội tụ đến 4 nhà bán lẻ thuộc top 20 chuỗi siêu thị có doanh thu lớn nhất thế giới. Do đó, ông cho rằng tâm lý lo ngại trước những đợt M&A trong ngành bán lẻ chỉ là xáo động nhất thời. Và ông khuyên các doanh nghiệp sản xuất trong nước nên nhìn nhận sự việc vừa rồi với thái độ tích cực hơn. Để hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất trong nước, hiện Sài Gòn Coop với tư cách là nhà bán lẻ lớn nhất của Việt Nam đã đưa ra nhiều chính sách tích cực. Trước mắt, đơn vị này sẽ điều chỉnh chính sách mua hàng theo hướng tạo cơ hội nhiều hơn cho nhà sản xuất trong nước. Riêng với những doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, chủ siêu thị này còn đang có ý tưởng chia nhỏ các quầy kệ hàng cho nhiều doanh nghiệp cùng thuê để tiết kiệm chi phí. Các doanh nghiệp nhỏ không thể nào mua cụ kệ trong vòng 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng. Thì lúc đó một nhóm doanh nghiệp nhỏ có thể cùng mua và chia sẻ thời gian với nhau. Thì tôi đang nghiên cứu những cái giải pháp như vậy để làm bản thân sản phẩm không thể nào mà bán, không thể nào để cho một doanh nghiệp mà đang thuê giả sử 50 triệu mà không làm lại làm với một doanh nghiệp 10 triệu không được. Nhưng mà một cái giải pháp chung có thể là 40 triệu thì 4 doanh nghiệp cùng lại để chia nhỏ những cái khung thời gian ra. Trước mắt, trong tháng này, Sài Gòn Coop sẽ tiến hành những buổi họp với nhà cung cấp, chia theo từng ngành hàng. Qua đó, siêu thị sẽ nắm cụ thể hơn khó khăn của từng nhóm doanh nghiệp và có giải pháp hỗ trợ thiết thực hơn. Để giúp ngành dệt may phát triển, vươn lên các phương thức sản xuất mang lại giá trị cao hơn, Hiệp hội Dệt may gọi tắt là Vitas mới đây đã đề nghị chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh có giải pháp hỗ trợ hoặc đứng ra lập trung tâm cung ứng nguyên phụ liệu cũng như trung tâm thiết kế thời trang tại thành phố. Tại hội nghị mới đây bàn về vấn đề cải cách thể chế, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp do Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức, có sự tham dự của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Vitas cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm của ngành công nghiệp dệt may nhưng lại thiếu một trung tâm cung ứng nguyên phụ liệu tầm cỡ và một trung tâm đào tạo thiết kế thời trang. Theo ông Giang, các hạn chế này khiến ngành công nghiệp dệt may của Việt Nam đa phần vẫn phụ thuộc vào gia công mà không thể vươn lên các phương thức sản xuất cao hơn như làm hàng FOB hay ODM. Ông Giang cũng cho biết, lãnh đạo thành phố đã từng giao cho Hiệp hội nghiên cứu thành lập trung tâm nguyên phụ liệu tại quận 9 và ông cùng Hiệp hội đã nhiều lần đi lại khảo sát nhưng vẫn không thể thực hiện được. Nguyên nhân là gặp khó khăn về cơ chế đất đai, giải phóng mặt bằng, v.v. Do đó, Vitas kiến nghị thành phố nên đứng ra thành lập trung tâm cung ứng nguyên phụ liệu và trung tâm đào tạo thiết kế thời trang, tạo động lực cho phát triển ngành dệt may cả nước nói chung và của thành phố nói riêng. Theo ông Giang, cách làm này cũng đã được chính quyền các thành phố lớn mạnh về dệt may ở Trung Quốc áp dụng và mang lại thành công lớn cho cả doanh nghiệp lẫn địa phương. Chúng tôi định hướng dệt may thành phố Việt Nam, định hướng thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm của các ngành công nghiệp thiết kế thời trang. Trung tâm ở đây, thế thì thành phố nên xây dựng cái trung tâm thiết kế thời trang và trung tâm xây dựng cái thương hiệu có tính chiến lược của thành phố Hồ Chí Minh. Đấy. Báo cáo anh Phong rằng nếu anh để cho doanh nghiệp tự bơi thì họ cũng bơi được thôi, nhưng họ bơi ở một mức độ rất chậm chạp. Theo Vitas, hiện ngành dệt may đang có khoảng trên 3 triệu lao động là công nhân làm việc trong các nhà máy, 4,5 triệu lao động là những người phục vụ trong ngành. Do đó, tạo động lực phát triển cho ngành sẽ giúp giải quyết vấn đề việc làm, thu nhập cho lượng lớn lao động. Kính thưa quý vị, trong chuyên mục tiêu điểm ngày hôm nay của FPNC thì chúng tôi xin bàn về câu chuyện siết chặt hoạt động của các quán ăn có kinh doanh rượu bia.
Từ nhậu là một ngôn ngữ trong đời sống rất bình dân, nói về chuyện uống bia rượu. Và chuyện nhậu đã âm thầm trở thành thói quen hay thú vui của không ít người bất cứ giờ giấc nào tại thành phố Hồ Chí Minh. Và hình ảnh các quán nhậu sang sát mở cửa phục vụ khách đến 2-3 giờ sáng đã không còn xa lạ. Tuy nhiên thì thú vui này đang trở thành quá đà khi vấn đề nhậu nhẹt đã gây ra không ít hệ lụy cho xã hội. Đó cũng là lý do mà các nhà quản lý cũng đã không ít lần bàn đến chuyện làm sao kiểm soát lại chuyện mua và bán bia rượu hay là hoạt động của quán nhậu. Liệu có thể học được gì từ bài học cấm pháo từ những năm 90? Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Tôi nghĩ là không đâu. Ở đây bia rượu nó rất là rẻ. Người nước ngoài bây giờ còn khen bia rẻ mà sao người ta không nhậu được. Mình nghĩ là cái này khó lắm. Tôi nghĩ là được vì nó có thể giúp cho thành phố mình phát triển thêm. Không thể siết chặt việc nhậu vì chúng ta thường hay rủ lên bạn bè đi chơi hay đi tụ tập lại ăn nhậu á. Theo tôi là không, bởi vì là nó đã thành thói quen rồi nên là khá là siết chặt được. Tôi nghĩ là thành phố của mình không siết chặt được việc nhậu bởi vì đơn giản thứ nhất nó đã trở thành một thói quen của người Việt Nam, và thứ hai thị trường Việt Nam tiêu thụ quá nhiều bia. Không thực hiện được, đó là ý kiến chung của nhiều bạn trẻ khi được hỏi về việc khả thi nếu thành phố Hồ Chí Minh siết chặt hoạt động nhậu. Nếu giới trẻ, những người có khả năng tạo ra thay đổi đã cho rằng không thể, thì thay đổi cả một cộng đồng không phải là việc dễ dàng. Câu hỏi có thể siết nhậu hay không còn bỏ ngỏ, nhưng chúng ta có thể nhìn lại năm 1995, thời gian mà nhà nước bắt đầu ban hành luật cấm pháo. Đốt pháo từng được xem là nét văn hóa của người Việt Nam vào những dịp lễ Tết, khai trương, mừng tuổi, v.v. Thế nhưng, không phải tiếng pháo giòn giã lúc nào cũng hoàn toàn là tin tốt. Theo thống kê của chính phủ, chỉ trong dịp Tết Nguyên Đán năm 1994 đã có hơn 700 vụ tai nạn do pháo gây ra, làm chết hơn 70 người, bị thương 765 người. Trước thực trạng đó, chính phủ đã ra quyết định cấm sản xuất và buôn bán pháo. Thời điểm đó, quy định cấm này được coi là không tưởng và khó khả thi. Trong cái đợt mà vận động là và cấm bán pháo, chúng tôi cũng là một trong những người đi vận động điều đó. Cho nên đầu tiên khi mà đưa ra vấn đề này, họp mà các chị, các anh đồ lợi, nhiều người nói khó lắm, khó lắm. Ông bà mình hồi nào giờ đốt pháo không mà bây giờ làm sao cấm được, phải không? Nhưng mà lúc đó chúng ta giải thích nhiều mặt cái sự tác hại, thí dụ pháo nó nổ rồi nó gây chết người, nó gây thương tật như thế nào, đặc biệt là những cái nơi sản xuất pháo, nhân dân người kia. Và sau cùng thì chúng ta thấy chúng ta cũng đã thành công. Và chúng tôi cho rằng như vậy, từ kinh nghiệm cái vận động không đốt pháo và đi đến bây giờ, người ta thấy rất rõ ràng rằng cái gì có lợi cho xã hội, có lợi cho cộng đồng là người dân sẽ nghe theo. Trở lại với câu chuyện siết chặt chuyện nhậu ở thành phố, có thể thấy mặc dù đã có nhiều cảnh báo, nhưng nhu cầu bia rượu của người Việt vẫn không ngừng tăng cao. Theo công bố của Bộ Công Thương, thu nhập trung bình của Việt Nam đứng thứ 8 Đông Nam Á, nhưng lượng tiêu thụ bia đứng thứ nhất khu vực Đông Nam Á và đứng thứ 3 tại châu Á. Theo thống kê của Hiệp hội Bia rượu nước giải khát Việt Nam, năm 2015, cả nước tiêu thụ 3,4 tỷ lít bia và 70 triệu lít rượu. Việc uống bia rượu thiếu kiểm soát có thể gây ra nhiều hệ lụy cho bản thân, gia đình và xã hội. Theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, bình quân mỗi năm, cả nước có đến 6.000 người chết vì tai nạn giao thông do bia rượu. Trước tình hình này, Bộ Y tế đã ban hành dự thảo luật phòng chống tác hại của rượu bia, trong đó quy định cấm bán rượu bia sau 22 giờ. Và dự thảo này cũng đang nhận nhiều ý kiến khác nhau, mà trong đó nhiều nhất là về quy định giờ cấm bán rượu bia. Về quan điểm cá nhân, luật sư Trương Thị Hòa, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh đồng tình với quy định tại dự thảo. Theo luật sư Hòa, ở các nước như Philippines và Thái Lan chỉ được phép bán rượu từ 5 đến 10 giờ tối. Việt Nam có thể học tập điều này. Sau 22 giờ mà uống rượu đó, thì cái sức khỏe của con người bị ảnh hưởng rất nhiều. Cái điều này là bên ngành y tế là chắc biết rõ cái việc này. Lao động, nếu mà uống rượu sau 22 giờ thì ngày hôm sau là chắc là cái say xỉn nó làm sao mà làm việc được. Tuy nhiên, vấn đề còn lớn cấn ở đây, đó chính là lo ngại liệu việc đưa ra quy định cấm bán rượu bia sau 22 giờ có mâu thuẫn với luật tự do kinh doanh. Luật sư Hòa cho rằng, luật tự do kinh doanh cũng có những quy định đối với những loại hàng hóa kinh doanh có điều kiện. Trong đó, bia rượu cũng là nằm trong nhóm này, nên sẽ không có chuyện mâu thuẫn giữa các luật. Tôi nghĩ rằng tự do kinh doanh là một cái quyền, nhưng chúng ta cũng biết là trong hiến pháp của chúng ta có quy định những cái quyền tự do đó cũng có thể bị hạn chế. Quy định cái điều kiện ở điều 14 của hiến pháp nói rất rõ ràng hạn chế nếu quy định trong luật và nếu ảnh hưởng đến quốc phòng, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, ảnh hưởng đến đạo đức cộng đồng, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng thì người ta sẽ có hạn chế. Như vậy thì ở đây có thể vì sức khỏe, vì trật tự an ninh xã hội, phải không, nhân dân tất cả các mặt thì tôi cho rằng là có cái sự hạn chế đó. Hai vấn đề khác cũng thu hút nhiều ý kiến tranh luận của giới chuyên gia và người dân,
đó chính là đã đến lúc cần phải mạnh tay đối với việc cấm bán rượu bia cho trẻ em dưới 18 tuổi. Việc mua bia rượu quá dễ dàng cộng với việc giá bia rượu hiện vẫn còn khá rẻ so với mặt bằng giá chung của nhóm hàng bia rượu trong khu vực. Đây cũng được coi là hai trong số những lý do quan trọng khiến cho số lượng tiêu thụ rượu bia không ngừng gia tăng qua các tháng. Thống kê sơ bộ, Việt Nam là một trong hai nước có giá bia rẻ nhất thế giới, chỉ 0,59 đô la Mỹ một chai 0,5 lít. Việc nâng giá mặt hàng này được cho là một biện pháp hiệu quả để giảm lượng tiêu thụ chúng. Tuy nhiên, những biện pháp cấm đoán sẽ vô dụng nếu chưa đạt được sự đồng thuận từ phía người dân. Một phần vì trong nhận thức của nhiều người, việc uống rượu bia là một trong số các phương cách giao tế chính của người Việt Nam. Nhiều người bận rộn quá, người ta lấy được có khoảng thời gian có 1-2 tiếng đồng hồ trước khi về với gia đình, người ta sáp với nhau đi nhậu và qua đó thảo luận nhau, đôi khi tiêu khiển nói những câu chuyện rất là bình thường, không có nghĩa gì hết. Không ạ, nhưng mà có nhiều người thì lạm dụng với điều đó và cho rằng là nhậu đã là một cái đặc quyền của mình và cứ nhậu thả ra rồi đốt tiền vào đấy và cũng không cần quan tâm tới gia đình, con cái, vợ con, thì rõ ràng đó không phải là một cái nét văn hóa. Không gian sống chật chội, thiếu các hình thức cũng như nơi chốn cho các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh cũng là một trong số các nguyên nhân khiến nhiều người tìm đến quán rượu. Cái không gian nó quá chật chội nên mọi người có xu hướng là có thể đổ ra được. Mà đổ ra đường ngồi ngắm nhau hết bụi thì cũng không phải chui vào quán. Mà ban đêm thì không thể uống cà phê vậy có thể thức khuya sao? Uống rượu, uống bia. Ở không gian sống thoáng đãng hơn, rộng rãi hơn, có nhiều những cái nơi để tập thể dục, rồi có nơi đọc sách, có nơi câu cá thì tôi nghĩ có thể cái số người nhậu hoặc là nhu cầu có nhậu thì nó sẽ hạn chế. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Thơ cho rằng vấn đề này không chỉ xảy ra tại các đô thị mà cũng tương tự tại các vùng nông thôn khi thiếu vắng các khu vui chơi giải trí lành mạnh cho cộng đồng. Thậm chí, nhiều gia văn hóa đã được xây dựng nhưng vẫn không đáp ứng đúng nhu cầu của người dân. Điều này dẫn tới vấn đề xôn xao hiện nay khi nhà văn hóa đầu tư hàng tỷ đồng trở thành nhà hoang. Trong khi đó, các quán nhậu vẫn đông người lui tới. Theo lý giải của các chuyên gia làm luật lẫn những nhà nghiên cứu xã hội học, việc cấm đốt pháo năm xưa thành công là nhờ một quy trình thay đổi tích cực nhận thức của người dân. Chính vì vậy, việc siết chặt chuyện nhậu cũng có thể học bài học tương tự. Tức là có luật định và việc thực thi cần quan tâm đến nhu cầu và thay đổi dần thói quen của người dân thì mới có thể quản lý chuyện buôn bán hay uống bia rượu. Trong những tháng đầu năm 2016, tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi có nhiều con đường không ngủ vì bia bọt, cũng đã từng nhiều lần đề cập đến chuyện kiểm soát tình trạng kinh doanh quán nhậu tràn lan từ hè phố, lòng đường cho đến các ngõ ngách. Tuy nhiên vẫn chưa có chính sách hay thay đổi tích cực nào được ghi nhận cho đến thời điểm hiện tại. Kính thưa quý vị, trong ngày giao dịch 21 tháng 7 thì giá vàng đã tiếp tục rớt và chưa có dấu hiệu dừng lại, đã rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 3 tuần qua. Giá vàng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 21 tháng 7 với mức giảm quanh mức 200.000 đồng một lượng. Tại thời điểm 10 giờ 30 sáng, giá vàng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn giao dịch ở mức mua vào 36,25 triệu đồng một lượng, bán ra 36,6 triệu đồng một lượng. Đây được coi là mức giá thấp nhất trong vòng 3 tuần qua. Theo lý giải của một số chuyên gia phân tích, sức mua giảm là nguyên nhân khiến giá vàng trong nước nhanh hạ nhiệt sau một vài ngày lên cơn sốt đột biến. Bên cạnh đó, giá vàng trong nước đang giảm theo đà tụt giá của giá vàng thế giới. Giá vàng giao ngay trong phiên gần nhất tại sàn New York ở mức 1.313,63 đô la Mỹ một ounce, tương đương khoảng 35,3 triệu đồng một lượng. Giá vàng thế giới đã sụt giảm mạnh gần 4% chỉ trong vòng 2 tuần gần đây và đang ở mức thấp nhất trong vòng 1 tháng qua. Chuyển sang thông tin về thị trường chứng khoán trong nước phiên giao dịch ngày hôm qua, thưa quý vị, sắc đỏ tiếp tục bao trùm hai sàn chứng khoán trong phiên. Chỉ số VN Index đã đảo chiều giảm cuối phiên trước áp lực bán gia tăng tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. Chỉ số VN Index tăng tốc ngay từ thời điểm đầu phiên. Cổ phiếu Vinamilk và nhóm dầu khí đóng vai trò chủ chốt cho xu thế tăng của thị trường. Tuy nhiên, nhanh chóng sau đó, sắc đỏ lấn lướt trên toàn sàn đã đẩy chỉ số rời khỏi mốc 660 điểm. Thông tin về việc Ủy ban chứng khoán đã chấp thuận cho Vinamilk được nới tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 100% vẫn không đủ để giúp cho cổ phiếu này duy trì đà tăng giá. Bước sang phiên chiều, thị trường đã lấy lại sắc xanh nhờ vào lực đẩy từ các mã vốn hóa lớn. Mặc dù vậy, thanh khoản trên sàn có phần suy yếu do sự thận trọng của nhà đầu tư. Về cuối phiên, áp lực bán tăng dần đã đẩy chỉ số rơi vào trạng thái giảm. Khép phiên, VN Index mất mốc 660 điểm, khối lượng giao dịch chỉ còn hơn 110 triệu đơn vị, ứng với trên 2.300 tỷ đồng. Tại sàn Hà Nội, chỉ số HNX Index chìm trong sắc đỏ hầu như suốt phiên. Nhóm cổ phiếu dầu khí chỉ giữ được xu thế tăng nhẹ nên không thể giúp thị trường tích cực trở lại. Giao dịch trên sàn tiếp tục sụt giảm, chốt phiên HNX Index tạm dừng ở mốc 84,63 điểm, tương đương giảm 1%, khối lượng giao dịch chưa đạt đến 40 triệu đơn vị, xấp xỉ chỉ hơn 530 tỷ đồng. Và đến đây xin mời quý vị cùng theo dõi những nội dung nổi bật của phần tiếp theo bản tin Cà phê Sài Gòn. Mưa lớn ở Trung Quốc khiến 14 người chết và 72 người mất tích. Quỹ OneMDB của Malaysia bị phía Mỹ kiện tịch thu khối tài sản trị giá trên 1 tỷ đô la Mỹ.